xay cái này ít quá. Cái là xay ít quá. Nói chung là xay nhiều hay xay ít cũng được. Nhưng mà ý em nói là bây giờ máy nó mạnh mà mình xay ít quá thì nó bỏ mất tí. Thì em như vậy là nhuyễn rồi á. Tức là ví dụ chị xay nhiều ấy, chị mới cần thời gian lâu. Còn ví dụ chị xay ít như vậy thì cần thời gian ngắn thôi. Chị không cần phải đợi nó tắt đâu. Còn ví dụ chị xay nhiều ấy, cần xay lâu để mà nó nhuyễn ấy. Thì là chị mới để cho nó kia tự xay. Hơi loãng quá chị ạ. Có loãng quá không chị? Nói chung chị không có uống cái này chị không biết. Nói chung là mình uống trong nhà, mình làm chất lượng thôi. Còn nhiều khi người ta... Cái này loãng là do hồi nãy sữa chế, tươi nhiều. Sữa tươi nhiều phải không? Đúng rồi. Còn nhiều khi quán người ta bỏ đá nhiều. Bỏ đá nhiều thì nó mới lời chứ. Còn mình uống nhà thì mình bỏ... Hơi chua nhưng mà được. Ý là nó cái độ nó... Hơi loãng. Nó nhiễm không mịn đâu. À, mịn thì mịn rồi, chắc chắn là nó mịn rồi. Ý nói chung là làm ở nhà mình uống như vậy là ít đá cũng được. Quán thì người ta mới cần bỏ đá nhiều để bù lại cái lượng trái cây. Cái đó là cái này mình khởi thôi. Được rồi. Chứ chị không có sữa hạt ở đây, chị làm luôn à? Có, chị đang nãy chị đang thử rồi. Nó kêu xay sữa dâu. Dạ. Chị rót ra cái ly này luôn, chút nữa kìa. Vâng. Có à, có chứ, vạch định lượng ấy, định lượng có chị ạ, nhưng mà nó nằm ở bên đâu cạnh góc này à, đây đây nó mờ quá hả, tại do đá thì không đá này nó kia, còn ví dụ giả sử nó đụng như này này kia tại do có đá rồi nên là nó mờ ấy, đá này giống kiểu xương ấy, xương hơi hơi đá, mồ hôi đá, người ta gọi là mồ hôi đá. Coi ở trên YouTube, nói chung là tìm ở trên Lazada, Tiki đều đủ hết các kiểu, nhưng mà nó cũng có nhiều máy cũng nói chung cũng công suất cao, giá cũng được, nhưng mà tại vì biết sao chị sợ mấy cái máy này nó bị trục trặc hay này kia, chị dạ. Cầm tiêu nào là lỡ vâng. Như nó có trục trặc gì dạ. Bảo hành thì nó dễ. Vâng, cái máy này hiếm khi gặp trục trặc lắm. Chứ ở trên kia thì nó cũng bán nhiều loại. Vâng. Cái này nói chung là dùng lâu là chỉ thay dao thôi. Mấy cái máy nhiều chức năng như này mình mới sợ này. Còn mấy cái máy đơn giản như vậy thì nó lại bình thường. Nên là chị ngại cái vấn đề mà nó trục trặc trong người hành đó. Dạ. Máy này trừ khi mà chị đổ nước ập vào motor máy ra nó mới cháy thôi. Cái này á, cái nhiệt độ, ví dụ chế nước nóng thì nó chịu được nhiệt độ khoảng dưới 60. Tại vì cái này chất liệu bằng nhựa. Đó, còn thủy tinh thì chịu được nhiệt kia. Nhưng mà ví dụ nếu mà thủy tinh mà bộ lưỡi dao của nó thiết kế bằng nhựa ấy, là ví dụ cao hơn 60 là nó sẽ, cái nhựa giống như kiểu nó ra chất khác ấy. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó, nên tức là dưới 60. Dưới 60 là ok. Rồi xong rồi cái nước hồi nãy giờ chị nấu, chị để đó là khoảng bao nhiêu độ là sao biết nhiêu đó? Em cũng chả biết. Cái đấy ấm là được. Là chị nấu sôi rồi. À, không, nói chung không sôi 100 độ C là ok chị ạ. Bình thường. Chứ nói vậy chứ nó cũng chịu nhiệt tốt lắm đấy. Tại vì cái này nó dày mà. Nó bình thường này nó còn chịu được mà. Nên là không biết nó chịu. Ô, chị xay ít vậy thôi. Hả? Xay ít vậy thôi. Ừ, cái cửa này nó tỷ lệ nó vậy thôi á. Có đậm đâu, đặc lắm đâu, nó đâu phải sinh tố. Nó 100 gram thì 1 lít 2 nước. Dạ vâng. Cái cân này mua mắc không chị? Hả? Cân này mua mắc không? Có 100 mấy à, rẻ mà. Cũng tiện thôi hả? Dạng cân đồ nhỏ ấy. Dạng cân vàng ấy nhỉ. Cái này sữa này mình sử dụng đường phèn được không ạ? Dạ vâng, cho nó ngọt thanh chị ạ.
Cái này nhiều khi ngọt nó gắt. Cái dạng thức uống mà tốt cho sức khỏe đó. Đúng rồi. Cái này chị bật số 2. Bật số 2, số 1. Nhưng em đang để số 2, chị gạt xuống đi. Để, cái đây số 1 đây rồi. Đây là số 1 đúng không? Đúng rồi, số 2. Đó, tức là xay nhiều hay nào chị mới cần số 1. Bây giờ chị ấn này. Nhưng mà ít quá. Em tưởng là chị sẽ bỏ đầy bình luôn chứ. Không phải, chị đâu. Đều lượng bình thường thì chị nấu một mẻ. Tại vì đó, chút chị, nếu mà chị nấu nhiều thì chị phải cân cái lượng nó tăng lên nữa. Mà tính biết đầu quá thì tăng giống như là bình thường. Bình thường chị làm đó. Cũng như thế này say khỏe quá. Nhưng mà nó mịn á, nhưng mà say ít quá. Đầu này chắc mình phải say được cả bình á. Đầy bình á. Thường rau má là say đầy bình là thoải mái. Sữa này nó có nhiều loại lắm. Nên là nhiều khi người ta đặt có 2-3 chai, 3-4 chai thì mình thay cái tỷ lệ nó cho tôi đó thôi, chứ không phải ai chỉ có một loại rau má thì em có thể thay đầy gói được. Còn cái này á, người ta đặt một loại thì nó nhiều loại, mỗi loại 2-3 chai, 3-4 chai gì á. Để xem chút nữa nó tự ngắt. Nhưng mà xay ít quá. Tức là xay ít là chị tự tát thôi. Em nghĩ là chị nên tự tát thôi. Tại vì khi nào cần xay nhiều ấy. Tại vì nó cũng căn thời gian á. Tức là chế độ, thường là chế độ lùi về sau này, thời gian ngắt nó sẽ kia hơn. Bây giờ em cho thử nó chạy này. Bây giờ là tắt. Tức là chế độ này chị phải xay đầy á. Cứ như thế này á. Chị ấn một lần là tắt, ấn một lần là mở. Nó có những bệnh cổ chứ, tại vì công suất nó mạnh, lưỡi dao nó sắc. Cái này mình có cần khuấy không chị? Hả? Có cần khuấy không hay sao? Không, chỉ là nó đẹp rồi. Đúng rồi. Tại vì sữa này thường là ta uống nó dạng dạng. Dạ. Cũng không có đường nhiều chị ha. Ừ. Không có đường nhiều. Thơm nhỉ, sữa này thơm. Cái này là tại vì chị bỏ vô xay luôn, chứ còn bình thường á là có một số loại hạt chị để trên đó chị nấu á. Tại vì ví dụ như đậu đi, đậu đậu đỏ, đậu đen đồ á là mình ngâm xong mình bỏ lên đó mình nấu cho nó nở ra một chút nó chín á. Cái khi đó mình bỏ cái lá dứa vô á thì nó sẽ thơm hơn nữa. Còn cái này nó thơm là do thơm cái mùi hạt điều thôi. Thì thấy cũng mịn á, thấy cũng ổn. Công suất nó mạnh mà. Rồi vậy thôi được rồi. Nhưng mà như vậy xay ít quá. Ý là xay ít á là nó có ảnh hưởng gì hay sao? Không, không ảnh hưởng gì. Tức là ví dụ, tức là những cái này á là thường nó chế độ này nó thiết kế để mà xay cái bình nó đầy. Đó, nên là thời gian xay tự động của nó kéo dài hơn là bình thường. Đó. Ví dụ chị ấn số 7 á, thời gian ngắt nó sẽ nhanh hơn là chị xay đậu. Đó. Thì nên là ví dụ chị cảm thấy nhuyễn thì chị tắt thôi, tự tắt thôi. Đó. Tại biết sao bình thường á, xay
sai là cái đậu rồi nó cái xác nó nhiều á, chỉ cần nó nhuyễn để tại vì đậu phải lọc qua nữa chứ còn không không lọc không có được mà hoặc là cái hạt mắc ca rồi này kia nó mắc tiền á, mà nó không nhuyễn á thì nó bỏ cái xác nhiều quá phí tiền, tại một ký mắc ca nó tới 500.000 600.000 mà nhiều khi mình phải tận dụng như gần hết chứ để nó mắc ca với điều là cứng gần như nhau chị nhỉ. Nói chung là cũng không phải cứng lắm, tại khi mình ngâm là nó đã mềm rồi. À vậy. Không, cứ là cái này xay hạt khô được luôn mà. Mắc ca thì nó hơi cứng một chút xíu. Tức là cái này có chế độ xay hạt khô luôn chị ạ. Tức là chế độ xay hạt khô là mắc ca tươi á chứ không phải là mắc ca khô. Thứ cái loại mà em thấy là người ta sấy rang đâu, cái này là nhân cái mắc ca tươi. Nên nó cái độ cứng nó không có bằng mắc ca khô. Nhưng mà thường là ví dụ như mấy cái loại mà đậu á. Đậu thì nó hơi bột hơi nhiều. Nè, từ từ các em thấy cái tinh bột á nó sẽ lắng lắng xuống. Rồi còn cái bảo hành thì có gì? Chút nữa em ghi cho. Nói chung máy này chị sẽ dùng thôi. Vậy được rồi.